Triệu Lộ Tư bị chê quê mùa khi so sánh với nữ đồng nghiệp kém nổi. Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt là những mỹ nhân khá chăm chỉ góp mặt trong những bộ phim cổ trang Hoa ngữ. Tuy cùng tuổi nhưng cả hai lại có sự nghiệp tương đối khác biệt. Khi một người nổi đình đám, một người lại bị chê diễn xuất tơi tả. Mới đây, hình ảnh dán đi của Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt được đặt cạnh nhau, khiến cư dân mạng nảy ra tranh cãi dữ dội. Theo đó, đa phần netizen cho rằng Triệu Lộ Tư có phần chân gầy, cong và không quá dài, khiến dáng đi khá xấu và tạo cảm giác quê mùa, không sang trọng. Dù mặc trên người cả cây đồ hiệu, nhưng Triệu Lộ Tư lại bị dìm triệt để, dù qua ống kính của phóng viên trong nước hay quốc tế, bởi kiểu đi hai hàng như đi chợ. Ngược lại, với chiều cao 1m68, Dương Siêu Việt có thân hình đẹp hơn khá nhiều. Dáng đi của nữ diễn viên được nhận xét uyển chuyển, toát ra khí chất thiên kim tiểu thư lạnh lùng sang chảnh, điều khiến người hâm mộ dở khóc dở cười nằm ở sự đối lập trong xuất thân và khí chất của Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt. Theo đó, người thường xuyên bị chê quê mùa là Triệu Lộ Tư, nhưng thực tế cô nàng lại chính là tiểu thư hàng thật giá thật. Được biết, gia đình nữ diễn viên vô cùng khá giả, bố mẹ là doanh nhân có tiếng trong ngành. Trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi, cha Triệu Lộ Tư thậm chí đã mời MC nổi tiếng Hà Cảnh đến chung vui. Hầu hết những bộ phim do nàng Tiểu Hoa tham gia vai chính đều được gia đình bỏ tiền ra đầu tư sản xuất. Về phía Dương Siêu Việt, cô nàng sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Diêm Thành, Giang Tô, bố mẹ ly hôn, nữ diễn viên phải ở cùng bố, bỏ học sớm và làm nhiều công việc tay chân vì hoàn cảnh túng quẫn. Dương Siêu Việt từng không ít lần bị cư dân mạng chế giễu bởi chưa học hết cấp 2, không học cấp 3 hay đại học. Nữ diễn viên chưa từng che giấu quá khứ khó khăn của mình, thậm chí còn tự nhận mình là niềm hy vọng của cả làng. Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệt Phi chung khung hình, người đẹp tựa nữ thần, người lại lộ sạch khuyết điểm. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại ảnh chụp chung giữa hai mỹ nhân cùng tuổi là Lưu Diệt Phi và Triệu Lệ Dĩnh, cùng là tiểu hoa đứng đầu lứa 85, cùng sở hữu quốc dân độ và tài nguyên cao ngất ngưỡng. Chính vì thế, Triệu Lệ Dĩnh và đồng nghiệp không thể tránh khỏi sự so sánh từ netizen. Ở lần đụng độ này, phần thắng nghiêng về thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệt Phi. Tại CBiz, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệt Phi được xem là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung với nhau. Một bên là thần tiên tỷ tỷ, với vẻ đẹp thoát tục, băng thanh ngọc khiết. Một bên là mỹ nhân họ Triệu với nhan sắc ngọt ngào, độ nhận diện cao. Trong quá khứ, cả hai từng trở thành tâm điểm của truyền thông khi ngồi cạnh nhau tại một đêm hội lớn. Hai mỹ nhân cùng tuổi mang đến phong cách đối lập, trong khi Triệu Lệ Dĩnh diện đầm cúp ngực đen xuyên thấu, thì Lưu Diệt Phi lại chọn cho mình chiếc váy dạ hội trễ vai màu xanh nhạt, đính hoa nổi. Nếu chỉ so về trang phục, cả hai mang đến phong cách khác biệt, vừa huyền bí vừa ngọt ngào, khó có thể so sánh xem ai nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại lộ bắp tay to, khiến cơ thể cô trông không được cân đối. Đây vốn là khuyết điểm của Lưu Diệt Phi, nhưng lần này, bắp tay của cô đã được che lại khéo léo bằng phần tay áo. Riêng về nhan sắc, Lưu Diệt Phi thắng thế đồng nghiệp khi khoe trọn làn da trắng bật tông, các đường nét trên gương mặt hài hòa. Còn Triệu Lệ Dĩnh trông vẫn rất đẹp, nhưng cô lại lộ khuyết điểm là các nếp nhăn và rãnh cười trên mặt. Đặc biệt, lớp trang điểm tối màu cũng khiến người đẹp họ Triệu trông dừ hơn tuổi. Khi đặt cạnh Lưu Diệt Phi trông rất chênh lệch, hiện bức ảnh cũ của hai mỹ nhân hạng A xứ Trung vẫn đang thu hút sự chú ý lớn. Trong thời gian tới, Lưu Diệt Phi và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đồng loạt banh tạc mảng truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh đang làm mưa làm gió với Dữ Phượng Hành, đóng cùng Lâm Canh Tân. Trùng hợp thay, Lưu Diệt Phi cũng nên duyên với Lâm Canh Tân trong một bộ phim hiện đại chưa lên sóng là Câu Chuyện Hoa Hồng. Trịnh Sản váy áo lộng lẫy tái xuất giới giải trí, chỉ một khoảnh khắc áp đảo Nhiệt Ba và Dương Tử. Trịnh Sản từng là nữ đỉnh lưu lượng top đầu CBiz với khả năng lên hot search mọi lúc mọi nơi. Không những vậy, dù diễn xuất có gây tranh cãi, nhưng những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của cô nàng đều có thành tích rất tốt. Đáng tiếc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trịnh Sản lại tự tay hủy đi tất cả với một loạt bê bối. Đến nay, mỗi lần nhắc lại Trịnh Sản vẫn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nàng Tiểu Hoa có trong tay vô số tác phẩm thành công như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Thái Bình Công Chúa Bí Sử, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tuy diễn xuất ngày càng bất ổn, thế nhưng các dự án phim có sự tham gia diễn xuất của Trịnh Sản đều cực kỳ hot. Ngoài ra, Trịnh Sản còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt cô nàng có phần hơi đơ cứng, nhưng vẫn cực kỳ hút mắt. Mới đây nhất, Trịnh Sản lại lần nữa được đưa trở lại giới giải trí và gây sốt cộng đồng mạng. Cụ thể trong ngày cá tháng 4,
Trạm tỷ của Ba E Jin Son đã đăng loạt ảnh của nữ chính yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trong loạt ảnh này, Trịnh Sảng khoe nhan sắc xinh đẹp với đường nét thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Bộ trang phục tối màu càng làm tôn lên làn da trắng như phát sáng của cô nàng. Nhan sắc này của Trịnh Sảng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nếu không hồ đồ, có lẽ giờ Trịnh Sảng vẫn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng công chúng. Sự trở lại của Trịnh Sảng trong ngày cá tháng 4 đã được nhiều người đem lên bàn cân so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như năm xưa Trịnh Sảng không tự hủy đi sự nghiệp của mình, thì đến nay chắc chắn sẽ là tiểu hoa top đầu lứa 90. Thậm chí, các đỉnh lưu lượng như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể lấn át được nữ chính yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng còn được ưu ái gọi là công chúa Nhiệt Sưu, khi mỗi động thái đều có thể lên hot search. Đáng tiếc, sự sụp đổ của Trịnh Sảng đồng thời cũng kéo theo loạt phim đã quay xong không thể lên sóng. Mới đây, cô nàng lại leo lên top hot search sau khi bị buộc bồi thường số tiền lớn. Dương Mịch bị tố bắt chước Song Hye Kyo, thần thái thế nào mà bị chê thua xa đệ nhất mỹ nhân Hàn. Dương Mịch không chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng, có đông đảo người hâm mộ, mà còn được nhiều người yêu thích với gu thời trang sành điệu, trẻ trung. Cô từng được mệnh danh là nữ hoàng thời trang sân bay vì những bộ cánh sành điệu thời thượng, luôn bắt kịp những xu hướng mới nhất. Hiện tại, dù đã 35 tuổi nhưng phong cách của Dương Mịch trẻ trung như gái đôi mươi. Dương Mịch thường được khen ngợi với phong cách trẻ trung hơn tuổi dù đã bước sang tuổi 38. Những bức ảnh trên mạng xã hội, tạp chí thời trang và các sự kiện của Dương Mịch luôn gây sốt. Mới đây, tạo hình của Dương Mịch tại một sự kiện tiếp xúc nhãn hàng tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Xuất hiện với một chiếc đầm dài màu tím nhạt, cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, Dương Mịch gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch và cuốn hút. Thậm chí, loạt ảnh tạo dáng cùng những trái cherry mọng nước của nữ diễn viên ngay lập tức hot rần rần trên khắp các diễn đàn. Tuy nhiên, cách tạo dáng này của Dương Mịch lại khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay tới bộ ảnh cách đây nhiều năm của Song Hye Kyo. Thậm chí, có nhiều người còn khẳng định nữ diễn viên tam sinh tam thế đang cố tình bắt chước đàn chị. Nguyên nhân xuất phát từ việc mạng xã hội và báo chí Trung Quốc gần đây lục lại những bức ảnh quảng cáo mỹ phẩm của Song Hye Kyo. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, nữ diễn viên nhanh chóng lọt mắt xanh nhiều nhãn hàng khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trong khoảng thời gian 2001 đến 2006, hình ảnh Song Hye Kyo gắn liền với vai trò là gương mặt đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc. Những bức ảnh làm mẫu của Song Hye Kyo nổi tiếng đến mức hình nữ diễn viên cắn nhẹ trái cherry, khoe bờ môi căng mọng được xem là huyền thoại trong lĩnh vực quảng cáo ở Hàn Quốc. Dù sau này có nhiều người đẹp thay thế Song Hye Kyo, khoảnh khắc đầy sức sống của cô vẫn là bất hủ. Mặc dù theo đuổi hai hình tượng khác nhau trong bộ ảnh này, nhưng cách tạo dáng của Dương Mịch không tránh khỏi việc bị so sánh với bức ảnh huyền thoại của Song Hye Kyo. Sao nữ duy nhất được đóng phim cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác? Dương Dương, Lý Dịch Phong, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là những nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Sau khi Lý Dịch Phong bị phong sát vì lùm xùm tình ái, những nam thần còn lại vẫn rất được yêu thích và liên tục góp mặt trong những dự án phim chất lượng. Mới đây netizen phát hiện, Lý Thấm là nữ diễn viên duy nhất từng được đóng cặp với tất cả những diễn viên lưu lượng này. Lý Thấm và Dương Dương. Lý Thấm và Dương Dương có cơ hội hợp tác trong dự án phim kinh điển Tân Hồng Lâu Mộng năm 2010. Thời điểm đó, cả hai dính nghi vấn hẹn hò vì loạt hành động thân mật trong hậu trường. Không lâu sau, Dương Dương chính thức thừa nhận có tình cảm với Lý Thấm, nhưng cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi vì áp lực dư luận. Lý Thấm cũng là bạn gái duy nhất Dương Dương công khai thừa nhận, đủ cho thấy tình cảm sâu đậm nam đỉnh lưu dành cho mỹ nhân họ Lý. Lý Thấm và Lý Dịch Phong. Năm 2013, Lý Thấm và Lý Dịch Phong cùng góp mặt trong bộ phim Thiên Kim Trở Về và lập tức gây sốt vì quá đẹp đôi. Trong phim, Lý Thấm vào vai Thẩm Trường Thanh, cô tiểu thư không may mất mẹ từ nhỏ và bị mẹ kế hãm hại. Cô giả vờ mất trí nhớ, quyết tâm trở về báo thù. Trong quá trình này, cô đã được Lâm Hạo giúp đỡ và dần nảy sinh tình cảm. Đây là bộ phim quan trọng, trở thành bước đệm cho sự nghiệp Lý Dịch Phong những năm sau này. Lý Thấm và Tiêu Chiến. Không phải một lần, Lý Thấm đã nên duyên với Tiêu Chiến trong năm bộ phim đình đám là Lan Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên, Tru Tiên Bản Điện Ảnh, và mới nhất là Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Khán giả cho rằng, đây là mối duyên hiếm hoi nhất showbiz vì thường các diễn viên, nhất là diễn viên nổi tiếng sẽ không tái hợp quá nhiều lần, gây cảm giác nhàm chán cho khán giả. Lý Thấm và Vương Nhất Bác. Mới đây nhất, Lý Thấm góp mặt trong bộ phim Truy Phong Giả, đóng cặp cùng Vương Nhất Bác.
nữ diễn viên vào vai Thẩm Cận Chân, tiểu thư lá ngọc cành vàng, đem lòng yêu Ngụy Nhược Lai và giúp đỡ anh khá nhiều trong sự nghiệp cách mạng. Tương tác hóa học của cặp đôi được đánh giá khá tự nhiên, chân thật, tuy nhiên nhiều lời đồn khẳng định cả hai sẽ có cái kết buồn. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.